Rồi, Ngọc xin chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay sau khi mà cái bẫy chim cút gừng bốn cánh Ngọc làm gần thành phẩm xong, gần thành phẩm thôi nha mọi người. Nói thành phẩm xong cười chết luôn à, chưa có lưới bọng gì đâu. Là như thế này nè mọi người. Rồi, tiếp theo công đoạn này á chính là mình gáp lưới nha. Mình gáp lưới rồi mình làm cò nè, làm cò luồn dây rồi nha. Rồi mình đi đánh chơi nha mọi người. Đi đánh dạy giải trí chơi nha. Rồi, vậy mọi người bắt tay cùng làm với Ngọc nha. Làm chơi cho vui mọi người ơi. Khi mà mình làm thành phẩm rồi xong chân đó, mình đi đánh không á, cái cũng không vui. Rồi mọi người hôm nay cùng làm với Ngọc nha, cùng vô lưới với Ngọc nha. Cái cánh lục này nè thì mình đo sẵn mọi người nè, hai bên đó mình làm là mình làm là hai cái vòng sẵn nha, là hai cái vòng gì nè, hai bên cái móc ở đây nè, gì đó là ok nha, đó gì đó. Rồi sau đó lưới này nè, cái mình cắt nha, cắt á, lưới này nè, cắt cái dầu dài của nó đó, dài của nó đó là nó 10 ô nha, 10 ô, cái bề ngang của nó là 11 ô, cái bề ngang của nó rộng hơn cái bề dài nha, để nó có cái tùng cao xíu, chỉ có vậy thôi. Rồi mình luồn vô nha, nè móc vô đây một chân, rồi ok, chân bên đây cũng vậy luôn, lòn vô đây nè, lòn vô đây rồi sống chơi mình móc vào trong này nè, rồi ok, nó làm nó gì sống rồi nè, dở lên gài đập xuống ok, rồi em siết lại nha, đó. Lấy kìm bóp lại, rồi chỉ là như thế này nha mọi người, dễ không, làm bẫy này dễ lắm mọi người ơi. Rồi mọi người cùng làm chiếc cọc chơi cho vui nha, làm xong đi rồi lát mình dùng cái bẫy này luôn nè, rồi mình đi đánh chơi nha mọi người, đi bẫy chim cút giải trí chơi nha, coi có được móc gì không nha. Đó, rồi mình vô hết bốn cánh luôn nha, mình vô hết bốn con lưới luôn nha, nè. Cũng như hệt như nãy à, đó mình vô á, nè, móc lên cái, rồi sang bên đây móc lên cái, rồi lấy kìm bóp lại nha, rồi xong đó mình lấy kìm bóp lại, đó là kìm bóp lại, là ok liền, có khó khăn gì đâu, dễ chết, dễ lắm mọi người nè. Tại dây này hơi cứng nha mọi người, bóp có khi nó hơi nặng tay nha, dây này hơi cứng á. Rồi để Ngọc vô xong hai cánh còn lại nữa nha, rồi chừng nào lát luồn dây Ngọc quay tiếp nha. Rồi sau khi mà bốn cánh lục lưới nha, Ngọc vô xong á là như thế này nha, tiếp theo á mình cầm lưới xả ngược cái lại nha, đây mình xả ngược cái lại như thế này nè, dễ lắm mọi người ơi. Nè mình xả lại nha, cái mình lấy nè, cái mình lấy cái mối nè, nè mình xả xong phải không, nè cái mình lấy cái mối nè, cái mối đầu tiên nha, mình để vô đây nè, cái mình để vô nè, lấy sợi nhỏ cái buộc cứng ngay đây nha, còn mình luồn nè, sợi nhỏ nè, sợi nhỏ này là sợi dây nhỏ mà mình gọi á mọi người, là dây nhỏ nha, đậu 12 nha, dây nhỏ này dây nhỏ đậu 12 nha, dây nhỏ này sợi nhỏ 1 ly á mọi người. Nói ly ly đó, cái nhiều khi anh em không biết ly ly đó là bé lớn đó. Nói bằng cái sợi nhỏ đậu 12 nha mọi người. Tại giống vậy á, chợ cũng vậy mọi người ơi. Mình đi chợ á, mình ra mình chợ mình mua nhỏ, mình nói nhỏ là đậu 12 hay đậu 15 gì đó, 18 gì đó thì nó bán cho mình. Chứ không cần phải ly bọng đâu mọi người ơi. Tại khi nào á mà như anh em mình có mua á, mua dây thép phải không? Mình mua dây thép, dây kẽm rồi đó, dây nóc rồi đó, ở trên chỗ cơ sở mọi người thì người ta hỏi mình nha. Thì người ta mới hỏi mình á là bao nhiêu ly thôi. Là vậy thôi, còn bình thường ở nhà mình làm là mình cứ là bằng cái đinh 3 phân hay đinh 1 phân 2 phân gì đó là mình dứt tới nha. Rồi. Tiếp theo á, người luồn mình nha, nè. Cứ luồn dễ lắm mọi người. Nè. Luồn dễ lắm nha, nè, cứ sọt xuống một mặt, cái mình sọt lên một mặt nha. Cứ như mình sọt xuống ô, mình sọt lên ô mọi người. Rồi sọt luồn hoài tới nha. Luồn tới đây nè, luồn tới bên đây luôn nha. Rồi cái mình buộc lại. Rồi cái là xong rồi, không có khó khăn gì đâu. Nó ok không? Nè, sau khi mình luồn xong nè ha, luồn xong nè. Cái mình rút dây nhỏ nha, mình quấy này lại, mình dễ làm á, sao mà thuận tay mình thì mình làm. Đó nè, nè. Rồi mình canh mình kéo này cho thẳng mặt qua nha, thẳng mặt ra. Mình kiểm tra coi nó có bị lỗi mặt cái lúc mình xỏ, nó có bị lỗi mặt đâu không. Nếu không phải không? Rồi mình xỏ như này nè, nè, mình xỏ như nè. Chung xỏ xong được chứ, miễn sao mà siết cho nó cứng là được rồi. Không quan trọng nha mọi người. Xỏ xong được chứ. Rồi, ok nè. Nó vậy xong là xong cánh này nha. Đó. Đó. Rồi cánh tiếp theo cũng xỏ gì cũng xỏ y như luôn nha mọi người nè. Mình cũng xả luôn nha nè, lưới nè. Mình xả ngược cái lên như thế này nha. Cái này dễ lắm. Cái bẫy chim cút bốn cánh này mọi người là Ngọc cũng đã có chia sẻ cách làm rồi nha mọi người. Chia sẻ cách làm bẫy chim cút gừng bốn cánh là ở mấy cái video dẻo trước á mọi người. Ở mấy tháng trước nha, Ngọc đã chia sẻ cách làm rồi á. Trong thời gian này mọi người thì ngay nha, trong thời gian này á thì cũng có một số bạn á cũng nhờ nha mọi người. Nhờ Ngọc chia sẻ cách làm lập á, lập bẫy chim bồ câu mọi người, chim cu gái nha, tức là chim cu đất đó. Thì có nhờ Ngọc chia sẻ, nhưng mà anh em thông cảm với Ngọc một tí nha. Tại vì thời gian này nè mọi người,
Ngọc bận quá mọi người ơi, Ngọc bận hơi nhiều chuyện á, cho nên Ngọc chưa có được cái thời gian nhiều á để chia sẻ cái bảy chim cu gái cho anh em được nha. Để ít ba bữa đó nha mọi người, để ít ba bữa đi. Chắc có lẽ là Ngọc chia sẻ cái video ngày hôm nay nè, đó cái video ngày hôm nay nha. Thì chắc có lẽ cái video sau thì Ngọc sẽ chia sẻ cái bảy chim khu đất cho anh em nha. Tại cái bảy đó là Ngọc nghĩ rằng á là anh em rất cần nha, tại vì có rất nhiều luôn á mọi người, rất nhiều anh em để lại cái bình luận cho Ngọc nha, là nhờ Ngọc chia sẻ cái bảy chim khu đất á. Nhưng mà Ngọc cũng nói á, tại vì chưa con cái này chưa có thời gian mọi người, thời gian không có được rảnh nhiều á. Thấy dễ không? Đó. Cứ vậy làm tới nha mọi người, nó mình xỏ nha, xỏ lên một mặt á, rồi mình xỏ lên một mặt rồi xong cho mình xỏ xuống một mặt nha. Rồi cứ vậy là làm hoài tới nha. Này dễ lắm mọi người, xỏ này dễ xỏ lắm. Đó. Xỏ lên mặt rồi mình xỏ xuống mặt nha. Khó khăn gì đâu. Đó. Rồi, mình quay lại cũng y hệt vậy. Bốn cánh mà, cũng làm như nhau thôi. Cái cọng dây nhợ này nè, cái cọng dây nhợ mà mình xỏ nè, cọng dây nhợ mình xỏ này ha. Mình xỏ trước đầu đi, rồi cái mình lập dấu á, mình xỏ cọng dây nhợ dầu phải không? Cái mình kéo ra vậy nè, mình kéo vòng qua cái bẫy mình nè, kéo vòng qua cái bẫy mình á. Mình canh á, sao mà mình xỏ được nó bốn cái cánh lục được nha. Là chỉ có vậy thôi. Rồi, cánh còn lại mọi người, cánh còn lại cũng vậy nha. Cánh còn lại gì nè, mình cũng xả lên nha. Rồi, để Ngọc xỏ xong cho nha. Rồi Ngọc sẽ quay lại cho mọi người xem đó nha. Rồi, tiếp theo á là mình luồn cò nha mọi người. Ủa cái cọng cùng cái nhỡ Ngọc đốt đi quay. Rớt lúc cái này nè, cùng cái nhỡ nè, cùng như nè. Đó mình luồn cò là luồn như thế nào. Nè, cái đây tức là cái cây cò đạp mình nha mọi người nè. Ở đây á tức là cái dĩ đạp nha. Cái mình luồn phải không? Nè, cái sợi cái ô nhỡ cái ô lưới nè, mình luồn á, luồn xong mà cảm thấy mà mình dở lên nó đừng bị dướng lưới nha mọi người nè. Nè. Mọi người thấy không nè? Cái lỗ đầu tiên phải không nè? Cái lỗ đầu tiên là cái này phải không? Nửa lỗ, lấy nguyên lỗ ngoài này nè, mình xỏ cọng nhỡ vô đây một cái. Để khi mà mình dương lên mình gài á, nó không bị dướng lỗ nhợ lại nha, là chỉ có vậy thôi nè. Mình ong ra thành cái mối xiết dễ lắm nè, ong thành cái mối xiết rồi xong chơi cái mình rút ngược cái lại nha, rút ngược cái lại rồi xong chân nè, rút gịch xuống nè, ha, cứng chưa, cứng không nè, Ngọc cái xử thôi nghe nè, nè xử cho mọi người xem nha. Bây giờ xin lỗi nha mọi người, trúng cái điện thoại nè. Đó khi mà mình dở là mình gài nè nó dương này ha, nè nhịp nè, thấy không, dở mình nè, mình dở là mình gài nè đạp xuống nè, đó vậy thôi. Rồi mình kéo đo lên cái khúc gì nè, cái mình cắt bỏ nha, khó khăn gì đâu, cắt bỏ đó. Rồi mình luồn trong đây nè, nè đây là Ngọc làm sẵn nha, nè có cái phen nè, thấy cái phen không, này cái phen nè, nè đây cái phen nè, thấy cái phen không, nè cái phen vòng tròn á, động tới động lui á, là chỉ có vậy thôi nè. Mình xỏ vô nha, mình xỏ vô rồi xong trơn cái mình gịch nha, nè mình gịch đó nè, cho cái mí này nè, nè cái mí này nè ha, đó là nó nằm xuống là đụng tới cái mí lưới dưới này. Rồi cái cạnh này nè, rồi cái ô tròn này nè, cái phen này nè, nó nằm thẳng xuống luôn nha. Một chiều, để khi nữa đặng mình gài mình dở lên thì nó mới lên được nha mọi người. Là chỉ có vậy thôi chứ có khó khăn gì đâu. Đó. Rồi, nè bằng này ha, nè xuống này ha, khi mình dở mình gài nè. Nè, nó động nè, dở mình gài nè. Cái chốt gài này nè, đạp cò là lụm liền chứ khó khăn gì đâu. Rồi, ok. Để mình siết lại cái. Là chỉ có vậy nha mọi người. Chung làm bẫy này thì cũng dễ lắm mọi người, nó cũng nhàn. Rồi mình làm còi xong nha. Rồi cái mà mình gắp xong xuôi chân đi, gắp xong xuôi chân lát cái mình dùng cái bẫy chim bốn mặt này nè, mình dùng cái bẫy này nha. Rồi mình đi đánh chơi nha mọi người, đi đánh giải trí xe chơi cho vui mà. Ở nhà cũng buồn đi đánh chơi vòng vòng có được khỉ gì không. Đó, cái tiếp theo nha. Cái tiếp theo cũng xỏ y như vậy nha mọi người. Đó, cũng vậy, cũng xỏ như vậy. Đó, cầm siết lại nha. Rồi mình đo lên đây cho nó dư xíu, lấy cái hộp quạt đốt một cái, đốt một cái rồi xong trên cái mình lấy cái này lên vòng này lên nè, mình xỏ cho cái vòng này một cái, rồi xỏ cái vòng này một cái rồi xong trên cái mình siết lên nha, mình ong thành cái món cứng á, ong thành cái món siết á, mình siết cái cứng rồi nè, mình canh sao mà cho nó thẳng mặt vậy nè, nó ok nha. Rồi đạp xuống lụm, rồi để ngọc ong dây hai cái còn lại luôn nha mọi người, để Ngọc làm còn hai cái còn lại luôn nha. Rồi lát nữa Ngọc quay tiếp cho mọi người xem nha. Nó dễ không? Dễ lắm. Cái này ai cũng làm được chứ mọi người, không phải là riêng Ngọc đâu, cái này là anh em nào cũng làm được hết chứ, cái này dễ lắm, bạn bè nào cũng làm, chủ yếu là mình chịu khó, mình ngồi mình làm hay công phu chút xíu thôi. Rồi tiếp theo mình làm cò gài nha mọi người, nè làm cò gài là làm như thế nào, nè tức là gì nè, mọi người chuẩn bị cho mình nha, cái đây là cái sợi dây sắt nha, sợi dây này á là cái sợi dây mà nói một ly đi ha,
nghe, một ly đi thì nó bằng cái sợi nhợ nha, cái sợi dây nè nó bằng cái sợi nhợ đậu 12 nha mọi người nè, nó bằng không chạm luôn nè nha, đó gì là mọi người dễ hiểu hơn nha. Nãy một nói ly 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 ly, nhiều khi cũng có một số bạn vô cũng là la mọi người là nói là ly ly, nhiều khi các bạn không có hiểu cái ly là nhiêu hết trơn á đó. Rồi mình vẽ cong cong lên đầu nha, nè mình vẽ thành cái móc cong cong lên đầu để làm gì nè, tức là để làm gì nè, nè mình mối vô nha, mình mối vô như này nè, nè đó. Rồi sau khi đó mình bóp lại nha, bóp lại rồi cái mình kéo con dây này xuống nè, kéo con dây này xuống đo ha, nè chẳng cái này là cái chỗ cái cầu gà chứ gì, đo xuống mình đo đại đó mọi người, chung với mình đo sao cũng được chứ, đo sao cũng được chứ, rồi nữa mình cắt lại sau nha, chứ không bắt buộc mình là mình làm cắt một cái chữ đâu đó, không phải không bắt buộc cần cắt một cái chữ đâu nè. À, sau khi mình làm xong nè, tức là như thế này nha, nè mình thử cho mọi người xem nha, nè nè trời ơi chưa có cái lò xo gắn vô sao gài được nè, chút lò xo gắn vô bên nha, bên đây cũng vậy, lấy chút lò xo gắn vô luôn nha là mới gài được, mình thử cho mọi người xem cánh nha, đó ok rồi nè, để mình dương lên nha, dương cho mọi người xem nha, đó mình dương nè, như là như này nha, nè đó dương nè, đập xuống nè, thấy không đó, mình gài nè, nè dương lên rồi xong chân lấy cái chốt nè, dở cái chốt này lên rồi mình đẻ này xuống, sau đó mình lấy cái vòng này nè, mình đút lên nha, nè mình đút lên rồi ok đó, đó là tức là gì nè, nè cái quen gần lại cho mọi người xem nha, nè nè sau khi chim cút nó đi lại là đạp chỗ này nè mọi người, nó đạp nhân chỉ này nè, nè có cái chỉ mình làm nãy nè, đạp đây nè, nè thử cho mọi người xem nè, nè đạp nè lụm thấy không. Nó quánh lẹ lắm, vì vậy á thì chim cút dễ mà, với phần cái tùng lưới nè, cái tùng lưới cao quá cho nên ở đây nè là Ngọc cũng không có làm cái móc nha mọi người nè, không có là không có làm cái móc ngược á, để móc cánh lục lại nha, để thôi nó dướng lưới nha mọi người, nó không lâu lắc thêm đó, nó gọt gà thêm chứ làm gì đâu, để gì nè đập xuống nha là giãn dính bình thường nha, ok lắm. Tại vì thời gian qua mọi người thì Ngọc cũng làm kiểu này nè nha, nhưng mà thấy hiệu quả là ok luôn nha. Mà có một cái nữa, khi mình gài á, bản thân của Ngọc cũng vậy, khi mà mình dở mình gài á, nó không bị dướng nha, gài rất là lẹ luôn đó, là chỉ có vậy thôi đó, ok đó nha, thử cái cho mọi người xem nha nè. Rồi khi á mà mình mới làm phải không nè, thì cái cây cò gài này nè, nè Ngọc nói nha, cái cây cò gài này nè, giả sử như mà Ngọc nói, giả sử như mà nó hơi dài á nè, dài thì mình cắt bỏ nha, để mình đưa lên nè tới đây phải không nè, tại vì cái cò gài nó còn lòi ra dài quá, thì nếu cái cây cò gài này dài quá thì cái lực đạp này nè nó đạp phải sâu xuống thì nó mới dính được, thì nó mới sập cái cánh này. Mình thử ra mình phải cắt bỏ, giả sử như nha Ngọc nói nha nè, giả sử mình cắt bỏ nha, nó dài quá thì mình cắt bỏ một khúc đi đó, nó dài nó cắt bỏ một khúc đi cục lại, thì cái cò nó sẽ đạp cạn đó, là chỉ có vậy thôi. Cái cây cò gài á, mình gài sâu chừng nào, mình gài sâu chừng nào thì cái nền đạp nó đạp càng sâu chừng đó, chỉ là chỉ có vậy thôi nè, ok chưa. Rồi là như vậy nha, nó Ngọc thử cho mọi người xem nha, nè nè con chim cút vô đạp nè, lụm người thấy không. Ok là chỉ có vậy thôi. Nó dễ không, dễ làm lắm mọi người ơi, nè vô đây là hết lên được nha, nè lụm. Nó còn hỏng cái dạ chân này biết sao nè, còn hỏng cái dạ chân này lên nè mọi người biết là tại sao không? Tại vì nè còn dướng mấy cái lò xo mọi người nè, lò xo này Ngọc chưa đưa lên nha, cho nên nó dướng á. Khi mình đưa lên hết chân lò xo đi là cái này để rất là bằng nha, để bằng là bằng khoảng lắm. Rồi để Ngọc gáp hết luôn nha mọi người nè, cái tiếp theo cũng vậy luôn nha. Rồi cái tiếp theo á cũng lấy cái sợi dây luôn nha, sợi dây này nè, rồi mình uống thành cái vòng á mọi người nè, mình uống thành cái vòng nha, đó uống thành cái vòng. Rồi rồi sau đó mình đặt lên nha, cũng thịnh như nãy mọi người, khác biệt gì đâu nè, rồi mình đặt lên nha, nè đặt lên ngay cái vị trí này luôn nha, rồi mình góp lại cái vòng rồi ha, nè rồi mình bóp lên nha, cái kìm á đó, mình bóp cứng lại rồi xong chơi mình xả xuống nè, đo như Ngọc nói đó, mình đo chị hao đi, gần lát mình cắt lại như Ngọc cắt nãy hồi đấy ha, đó mình đo đi rồi mình cắt lại chứ có khó khăn gì đâu đó, vậy nè. Rồi mình tiếp tục mình cũng đưa lên nha, nè đưa chốt này, đưa chốt là so lên. Đó, đưa hai lò xo lên rồi dưới hai bên lên rồi dính rồi sau đó mình đưa mình gài là chỉ có vậy thôi, có khó khăn gì đâu nè. Dương lên gài sống chân lấy cái chốt nè, đè cái lục xuống nha, lấy cái chốt nè, đè cái lục xuống rồi sống chân lấy cái vòng này đút lên rồi mình căng nha, bắt đầu mình canh mình coi cây, mình coi cây cái này nè là nó dài không, cái chốt dài gài nè, mình coi cái cây chốt gài nè, rồi mình coi nó dài không, nếu dài cắt bỏ nha, dài quá thì cái nền lưới đạp của mình á, cái bàn đạp của mình á nó sẽ bị đạp sâu nha, nó đập sâu cho nên nó hơi khó dính toàn vậy. Còn mình cắt cạn lại càng cạn chừng nào thì dính con chim cút càng nhanh chừng đó, càng lẹ chừng đó, thì chỉ có vậy thôi. Nhưng mà đừng có cắt quá cạn nha, tại vì mình bốn cánh mà, mình cắt quá cạn thì khi dính con chim cút ở cánh lục này thì nhất định nó sẽ dãy nha, nó sẽ quậy rồi nó dãy rồi bịch bên đây nè, có thể nó động cái cánh còn lại, thì cái cò này cạn quá thì nó sẽ sập cánh còn lại tiếp theo nha, là vậy. Bởi vậy mình không cần phải cắt cho nó cạn quá,
vừa phải thôi là chuẩn, là ok. Đó. Ngọc thử cái này cho mọi người xem đấy nha. Nè. Nè, lại đạp nè. Lụm, thấy không? Đó, nó lẻ lắm. Rồi, thì chỉ có vậy thôi. Rồi tiếp theo, bây giờ Ngọc Phan nó làm cái này nữa nha, còn hai cánh còn lại Ngọc Phan nó làm nữa nha. Để mọi người làm cái này cho Ngọc nè. Cũng vậy nữa nè, mình cũng tiếp theo nha. Tiếp theo mình lấy cái này nè. Nè. Mình uống thêm cái vòng tròn nữa nha, cũng nó nữa đó. Nè, uống thêm cái vòng tròn luôn nha. Rồi mình lấy cái này lại nè. Cái này mình không đặt ở đây nữa mà mình đặt vị trí này nè, mọi người đếm cho mình nha. Nè, 1 2 cái chân cảnh thứ hai này ha. Nè, mình làm cho mọi người thấy rồi. Cái này nó hơi gõ nè. Nè. Rồi sau đó mình lấy cái móc lại nha. Nè. Để làm cái gì? Làm cái này để mà cho nó gọn lại mọi người, cho nó lục mình gọn nha. Rồi từ vị trí này nè, từ vị trí ngoài này nha, từ vị trí chân cạnh này nè. Mình từ vị trí cạnh này nè, mình bỏ cái ngoài này cho Ngọc nha. Là 3 phân nha. Bỏ 3 phân, không nói chứ có 3 phân trong trên cầm kiếm cắt bỏ đi. Để làm cái gì nè. Ở trên đây nè là có cái chốt nè, nè, tích có chốt nè. Ngọc đưa nó hơi lộn chỗ nó chưa ngay. Rồi, nè có chốt này ha. Đó, chỉ thôi. Rồi sau đó nè từ vị trí ngoài này nè, nè, mình bỏ vô nha. Đó là 5 ly nha. Rồi bẻ cong cái này vào cho Ngọc cái nè. Thành cái móc nha. Móc này nè. Nè. Móc này nó móc gì? Tức là móc cái cánh lục lại mọi người. Nè, để đây nè, móc cánh lục lại cho nó gọn nha. Đó, nó gọn nè, khi mình xách đi á, mình xách đi á cho nó gọn nha. Cánh bên đây bốn cánh đều làm hết vậy luôn nha nè. Đó, cho nó gọn nha. Rồi sau khi mà mình tới điểm bẫy chim á thì mình xả nó ra nè, lấy cái chốt nè. Đó, mình xả nó ra. Rồi mình bẫy. Vậy có vậy thôi. Thấy không? Nè, ốp lên nè. Móc lại nè. Rồi, ok chưa? Rồi để Ngọc làm thành phẩm đó nha mọi người. Để Ngọc làm xong xuôi trong đây, thành phẩm xong lên đi. Rồi chút xíu nữa mình cùng nhau dùng cái bẫy này đi bẫy chim giải trí chơi cho vui nha mọi người. Rồi nè mọi người, sau khi mà cái bẫy chim cút bốn cánh nha, Ngọc đã làm thành phẩm xong là như thế này nha mọi người. Ngọc dương cánh cung lên sẵn luôn nha mọi người. Nè, Ngọc dương cánh cung lên sẵn luôn nha. Đó là như thế này nha. Để Ngọc quay vòng cho mọi người xem. Đó. Là bốn cánh là đều băng luôn nha. Đó Ngọc để xuống nè. Mọi thấy bằng chưa? Đó, để xuống là bằng nghiến luôn nha nè. Đó, cái tay bây giờ sụt hết vô rồi ha nè. Sụt hết vô rồi nha. Đó là gì? Rồi, để Ngọc thử bẫy cho mọi người xem nha. Sau khi mà con chim cút á, Ngọc có xử ha, sau khi chim cút lại á, nó đạp cò như thế này nha, Ngọc dùng này thử nha mọi người, để thọc cái tay vô đánh đau á. Nè, lại đạp cò nha nè. Lụm một cánh. Nha. Cánh còn lại nè. Hai cánh. Thấy không? Đó. Hai cánh bên đây. Cũng vậy thôi mọi người ơi, tất cả cũng vậy thôi nha. Nè. Đây. Ba cánh bên này, bốn cánh rồi ha, nó vậy thôi nha mọi người. Đó, chỉ có vậy thôi. Ok không? Ok liền rồi. Tại Ngọc chưa bóp mấy cái cạnh mấy cái dòng lò xo lại mọi người nè, bóp dòng lò xo lên nha. Rồi vậy là xem như là đã thành phẩm nha mọi người, thành phẩm cái bẫy chim chim cút rừng bốn cánh của Ngọc là như thế này nha. Rồi sau đó, rồi khi mà mình đi bẫy phải không, mình ốp lên nha, ốp lên lấy cái chốt nè, móc lại một, đó, móc lại rồi nó gọn khô rồi mọi người ơi, móc lại gọn lắm. Rồi cái bẫy này á thì mình có thể áp dụng nha, mình đánh bằng chim cút mồi thiệt á thì đánh nha, còn muốn đánh bằng kiến thì đánh nha, nhưng mà Ngọc thì Ngọc không có nuôi chim cút mồi nha mọi người, cho nên Ngọc đã đánh bằng kiến nha. Chút xíu nữa rồi xong chân á, Ngọc sẽ gắn vô đây nè, là hai miếng kiến nha, là hai miếng kiến, là hai bên là hai miếng kiến nha, rồi mình đi đánh chơi nha mọi người, coi cái hiệu quả nó như thế nào nha. Cái này Ngọc chưa có làm cái chốt, móc lại mọi người nè. Mẹ công rồi. Rồi, ok, chỉ có vậy thôi. Rồi. Gọn không? Rồi, gọn băng luôn. Đó là chỉ có vậy thôi nè. Khó khăn gì đâu. Rồi, chị Ngọc hẹn nha mọi người nha. Chút xíu nữa đây. Khi nào mà đến cái điểm bẫy chim đi, Ngọc sẽ quay cho mọi người xem nha. Coi cái hiệu quả của cái bẫy này nè. Đó, cái bẫy mà nãy giờ mọi người làm với Ngọc đó, coi cái hiệu quả của nó như thế nào nha. Ok lắm mọi người ơi. Có là bảo đảm lụm liền. Chứ cốt bước vô là lụm. Ghê chưa? Ngọc nói vậy thôi mà không biết có dính không chứ. Trời ơi, giới thiệu quá trời luôn à. Lát đi ra giường mà quánh không dính cái cười bể bụng luôn. Thôi, giờ mình đi nha. Rồi khi nào tính điểm bẫy chim đi, Ngọc sẽ quay tiếp lại cho mọi người xem nữa. Rồi nè mọi người, vậy là Ngọc đã đến điểm bẫy chim cút rồi nha. Hey, đồ nghề của Ngọc là đây, cái bẫy chim nha. Cái vỏ đồ nghề đó. Ngọc nghĩ vòng vòng trong khu vực của cái giường suy nghĩ mọi người. Hey, là có chim cút nha. Đó. Cái lệnh trong cái lỗ đó đặt là lý tưởng nha mọi người, nó ấm. Rồi, để mình xách đồ nghề cho đó mình bẫy nha. Mình xách đồ nghề vô cái. Rồi, mọi người cùng đi với Ngọc nha. Trong đây nè. Đó, mình đặt vị trí nào đây? Ở bên đây mọi người ơi. Căn cái lỗ này đi. Đó, đặt cái bẫy căn vị trí cái lỗ này nha. Đó, mình đặt gì nè. Là ok nha. Đó, đó. Gì đây nha. Rồi đặt gì nha. Rồi để Ngọc vươn cánh lên cái nha mọi người. Rồi, vậy Ngọc đặt cái máy để mọi người cùng xem với Ngọc nha.
đây là cái lo nha, bẫy chim cút này không cần cái lo bự nha mọi người, cái lo nhỏ nhỏ gì được rồi, có lụm liền nha. Rồi, vậy là thành quả. Được một em chim cút nha mọi người. Đó, các bạn thấy có lẽ không? Bẫy chim cút này chỉ cần có là lụm liền. Chỗ ít nhiều không cần biết nha. Chỉ cần mình đặt cái bẫy đi, cái mình đặt cái lo, cái là bảo đảm nha. Có đi, là chim cút á, nó nghe hay lắm nha mọi người. Âm thanh cái lỗ tai nó thính lắm. Nó nghe cái là nó chạy gù 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 lại à. Là nó vô là nó đi vòng 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 một lát là nó đá bẫy liền à. Có con nó dạng phải không? Có con mà nó sung quá đó, nó vô là suốt bẫy liền nha. Nó đi thẳng vô, nó đi song 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 vô vậy nè, là nó vô cái giang kiến mình á, vô là đạp bẫy liền à. Còn có con á thì nó đi hơi lạng ngoạn tí nha, thì nó là vậy thôi, nhưng mà cũng phải dính à. Đó, người thấy hiệu quả ghê chưa? Để Ngọc lấy gần gần xuống quay cho mọi người xem nha. Để Ngọc tắt cái lo cái mọi người. Đó, em chim cút này á là em chim cút mái nha mọi người, chim cút mái nha. Tại Ngọc cũng thấy rồi, chim cút mái nè. Tại sao chim cút mái nha? Chim cút mái á, tức là nè, cất nó mọi người thấy không nè, cất ức đó nè, cất nó làm là cái màu đen đen gì nha mọi người. Đó, tức là chim cút mái nha. Bẫy chim cút này dễ lắm mọi người ơi. Chỉ cần chỗ nào có chim cút là bẫy chút xíu dính nè. Đó. Còn mà tại sao á, như cái bẫy này nè, tại sao mà Ngọc không làm 4 cái kiến luôn nha mọi người nè, bên anh cái nha, đúng lý á là 4 cánh mình phải làm 4 kiến phải không? Đó là vậy. Nhưng mà thật sự ra là 4 cánh thiệt, nhưng mà mình chỉ cần làm hai là 2 kiến được nha mọi người. 2 kiến à, có là lụm liền à. Còn 2 cánh trống để làm gì? Để sau này á mọi người, mình có thể mình không dùng kiến nữa thì mình có thể bỏ cút mồi nè, mà lấy cút này nha, mình bỏ vô mình làm mồi luôn, mình nhử đá thì xem nó hấp dẫn hơn nữa, cho nên là vậy. Còn nếu như mình dán 4 cái kiến vô luôn á, như mình dán dính vô luôn như thế này nè, thì sau này mất công mình gỡ vô mọi người. Nếu không khéo tay mình gỡ mất công nó bể kiến nha. Đó, nó vậy là vậy thôi. Còn bình thường để vậy nè, bảo đảm bẫy ok liền. 4 cánh gắn 2 kiến có là lụm liền. Đó, mọi người thấy không? Đó, là vậy đó. Hiệu quả vô cùng. Đó, em chim cút mái là gì á? Mập không? Ô mập ù mọi người ơi. Chung á, ở ngoài gừng mà. Ở ngoài gừng á thì chim cút á là đa phần mập mập không nha, tại vì nó đủ thức ăn mọi người, đủ thức ăn nha. Mình nuôi ở nhà nhiều khi á mình còn hơi thất thoát nha, có khi á mình nuôi có khi rồi nó ăn á nó còn hơi yếu, chứ mà gừng là bảo đảm con nào như con nấy luôn, 10 con như 10 nha. Mập ù tròn do luôn.
chung bảy chim cúc tháng nắng hay tháng mưa đều dính cả nha mọi người. Cũng có một số bạn hỏi Ngọc là bảy tháng nắng này có dính không hay là tùy theo chỗ, thì mà cũng nói nha, cũng tùy theo chỗ nha, nhưng mà Ngọc nói là đa phần chim cúc này là mình bảy nha, là tháng nắng tháng mưa đều dính cả. Tháng mưa thì nó sung hơn, mình bảy thì nó dính lẹ hơn, tháng nắng thì nó hơi chậm dính hơn một tí, nhưng mà vẫn dính bình thường đó. Rồi mọi người cứ an tâm mà làm đi nha. Cái bẫy này nè là Ngọc đã có chia sẻ là vào mấy cái tháng trước mọi người, mấy ngày trước đó nha, mấy tháng trước đây là Ngọc có chia sẻ cách làm bẫy chim bốn mặt nha. Nếu như bạn nào mà có cái sở thích đó cùng niềm vui với Ngọc á như vậy nha, thì mọi người làm nha, làm một cái đi rồi đi bẫy đánh giải trí chơi nha, đỡ buồn của mọi người. Trong những cái giờ mà mình làm á, mình làm mà mệt mỏi rồi đó, quẩy quẩy rồi mình ra cái mình đi đánh vòng vòng chơi cho đỡ buồn thôi, giải trí chỉ là vậy thôi nha. Đó rồi, vậy Ngọc cũng xin được kết thúc cái video ở đây luôn nha mọi người. Ngọc cũng chúc cho cô chú, anh chị và các bạn làm bẫy chim cúc bốn cánh thành công và xem bẫy chim cúc hôm nay vui nha. Đó, cái nữa nha, mọi người đi bẫy á, đừng có sử dụng cái lo lớn quá, cái lo bự quá, cái lo nhỏ thôi. Cái lo như thế này nè, cái lo bị lớn nha, nhưng mà Ngọc có bắt á, giảm lại còn 8 phần âm thanh nha mọi người. Bình thường bắt hết cái lo là 10 nhưng mà giảm lại còn 8 phần âm thanh thôi, là bẫy chim cúc rất là ok nha. Bẫy là có là báo phát luôn, có là lụm liền, có là hết sảy bà bẫy liền. Đó là chỉ có vậy thôi. Thấy đơn giản không? Đây là đầu nghề của Ngọc nha. Nè, chung á mình đi tháng nắng nha mọi người. Tháng nắng á, thì mình cần có chai nước nha. Nè, Ngọc có chai nước nha. Nước này á, là nước nhãn lồng nha mọi người. Cái màu đó gì nè. Tháng nắng này Ngọc làm nhãn lồng á, nấu nước uống cho nó mát mát nha. Rồi, Ngọc cũng mời tất cả cô chú anh chị và các bạn uống nước cho Ngọc luôn nha. Rồi. Ngọc cũng xin kết thúc cái video ở đây luôn nha mọi người. Rồi, lần nữa Ngọc chúc cho cô chú anh chị và các bạn xem bảy chim cúc vui nha. Rồi, bye bye mọi người luôn nha.